Chào mừng mọi người đến với video ngày hôm nay của công ty tư vấn du học L&D. Và sau khi chúng ta tìm hiểu về các ngành học ở trường International College, thì hôm nay công ty tư vấn du học L&D muốn giới thiệu đến các bạn chương trình Erasmus tại SHIP, chương trình trao đổi sinh viên của Liên minh châu Âu tại trường cao đẳng International. Thành lập vào năm 1987, chương trình nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để gia nhập lực lượng lao động tại châu Âu. Đặc biệt, du học SHIP cùng công ty tư vấn du học L&D, bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ hoàn toàn miễn phí. Đặc điểm của chương trình Erasmus tại Học viện International SHIP. Chương trình Erasmus mang đến cho bạn cơ hội đi du học ở châu Âu từ 3 đến 12 tháng theo chu kỳ đại học, như một phần trong chương trình học của bạn. Và bạn có thể tham gia vào chương trình Erasmus sau khi hoàn thành thành công năm đầu tiên tại cao đẳng International. Và khoảng thời gian ở nước ngoài này sẽ được công nhận hoàn toàn đối với bằng cấp cuối cùng của bạn thông qua việc sử dụng hệ thống chuyển đổi tín chỉ châu Âu, có tên viết tắt là ECTS. Và bạn có thể học tập tại một cơ sở đối tác của cao đẳng International. Điều này có thể được đặt tại bất kỳ quốc gia nào trong 32 quốc gia tham gia khác mà trường có thỏa thuận. Ngoài ra, trường đại học sở tại sẽ không phải trả học phí đối với các khóa học Erasmus được đại thọ ở nước ngoài. Tuy nhiên, học phí cho học kỳ hoặc năm học sẽ được thanh toán tại International College dựa trên mức học phí của trường. Vậy, tại sao chúng ta đi du học với Erasmus tại Học viện International ở SHIP? Sinh viên có thể phát triển về mặt học tập, nghề nghiệp và cá nhân, phát triển kỹ năng mới và tăng khả năng tuyển dụng của bạn, phát triển nhận thức văn hóa, cải thiện và đạt được các kỹ năng ngôn ngữ. Bạn sẽ trở nên tự tin và tự chủ hơn. Và đặc biệt, mục đích của chương trình là hợp tác hỗ trợ sinh viên toàn cầu tiếp cận nền giáo dục của châu Âu. Và đó là những lý do bạn nên du học với Erasmus tại Học viện International ở SHIP. Đặc biệt, du học SHIP đơn giản với 4 không. Thứ nhất, không yêu cầu giải trình tài chính. Thứ hai, không yêu cầu giải trình khoảng trống gap year. Và thứ ba là không phỏng vấn với trường, với lãnh sự. Và cuối cùng là không tốn phí dịch vụ làm hồ sơ tại công ty tư vấn du học L&D. Và khi đến với L&D, các bạn sẽ được hưởng dịch vụ miễn phí lên đến 100%. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn từ những bước đầu định hướng cho đến khi trở về nước. Đến với L&D, du học ước mơ mà ai cũng có thể. Còn chăn trở gì nữa mà không liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1800 55 55 14 hoặc fanpage tư vấn du học Kiên Giang. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người cùng những video tiếp theo của L&D nhé.